thấp nghèo dương trần, nay con về với thừa nhân cõi thiền, khoảng lo bớt tu phiền, tính tâm tình phút bình yên riêng mình. Sau đây chúng ta xin đến với bài múa Linh Chùa Lễ Phật do chị em trong đội dân vũ khu dân cư Phú Tảo thể hiện. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn của cổ vũ cho chị em ạ. Phật chiếu Phật chúa liền.